Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa thượng Tịnh Không. Đề tài 126: A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kinh Hoa Nghiêm là khóa bổn thù thắng nhất của nhà Phật, là khóa bổn hoàn mỹ nhất. Trong đây có lý luận, có phương pháp. 53 tham làm ra tấm gương cho ta xem. Hiện tại là người thế nào? Hiện tại tuyệt nhiên không chỉ có một người. Nếu bạn thấy như vậy, vậy thì đã thấy sai rồi. Hiện tại là đại biểu cho một người tu Đại Thừa. Bạn chân thật phát tâm tu học Đại Thừa, vậy thì gọi bạn là thiện tài. Thiện là nói họ có thiện căn, tài là nói họ có phước đức. Người có thiện căn, có phước đức thì gọi là thiện tài đồng tử. Đồng tử là một mỹ xưng thiên chân không bị ô nhiễm, cho nên gọi họ là đồng tử. Không phân nam nữ già trẻ, chỉ cần bạn phát tâm tu học Đại Thừa, bạn đầy đủ thiện căn phước đức thì gọi bạn là thiện tài đồng tử. Phát tâm cầu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phát cái tâm này khó, cho nên Ngài Văn Thù, Phổ Hiền tán thán thiện tài đồng tử. Hiện tại thế gian người học Phật rất nhiều, bạn có thể đến hỏi thử họ: tại vì sao mà bạn học Phật? Phần nhiều người sẽ nói: vì cầu tiêu tai mà học Phật, vì cầu thoát nạn mà học Phật, vì cầu thăng quan phát tài mà học Phật, vì cầu trong nhà mình bình an mà học Phật. Bạn đi hỏi thử xem, có mấy người có thể nói: tôi vì A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà học Phật. Bạn đi hỏi thử xem, có hay không? Chúng tôi vì bình an, vì khỏe mạnh sống lâu, vì thăng quan phát tài. Bồ Tát Văn Thù nghe rồi cũng gật đầu, tuyệt nhiên không tán thán bạn. Nếu bạn vì muốn học Phật để thành Phật thì các ngài liền tán thán bạn. Tôi ngày trước đọc kinh, bộ đầu tiên tôi đọc là Lục Tổ Đàn Kinh. Tôi xem thấy cái khẩu khí đó của Lục Tổ, tôi liền rất kinh ngạc. Khi Lục Tổ đến Huỳnh Mai tham lễ Ngũ Tổ, Ngũ Tổ hỏi ngài: con đến nơi đây để cầu cái gì? Đại sư Huệ Năng liền trả lời: con đến để làm Phật. Thật cừ coi, đây cùng với phát tâm của thiện tài đồng tử đều giống nhau. Họ đều là phát cái tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là đến làm Phật. Họ học Phật là để làm Phật, cho nên họ có thể thành Phật. Chúng ta tại vì sao học Phật mà không thể thành Phật? Căn bản bởi vì không phát cái tâm này để làm Phật. Thậm chí vừa nghe nói làm Phật liền giật mình mà bỏ chạy. Vậy không được. Vậy thì làm sao có thể thành Phật chứ? Truy cầu của Phật Pháp là tối cao viên mãn. Ở trong Phật Kinh gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là dịch âm của tiếng Phạn, ý nghĩa là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chính là tục ngữ. Chúng ta gọi là thành Phật rồi, đắc đạo rồi. A Di Đà Phật. Nam Mô A Mi 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 Đà Phật.